chị qua là chị phải quay cái ngón tay để biết được số rồi. Nhà na phân hâm mộ hơi nhiều. Bé đi đi lần đầu nó cũng thành bé đấy rồi. Thế là chỉ đau nhọn. Chưa gì hết mà. Để mụn mà đen thui luôn chứ sao. Chị nói hằng hằng nói gì á? Nó kêu là lần thôi không đắp mặt. Nhưng cô đó sống mụn cũng to. Bà mẹ bà làm ghê quá. Cho ăn thịt như đâu trời. Ngờ bà hỏi mấy năm thèm trả lời. Được rồi đây. Còn sao đi tiếp nha. Mấy muỗng to dữ sao. Chắc gấp bấu gấp nam cục đây này.
giờ tầm khoảng 10 phút thôi chị. 10 phút. Dạ, anh có một câu cho khách. Dạ. Cô bắt tay, chị không làm gì chứ. À dạ dạ, đời xíu bé lắm xuống trường đó chị. Khách ở trên lầu xong rồi còn đứa đi. Bé đang nhìn đỏ đúng không? Phải dẫn trụ thôi. Đang